Sau việc bàng hoàng đau xót trước sự qua đời đột ngột của Jong Hyun, Jennie, sự ra đi đột ngột của thành viên nhóm nhạc Jennie, Jong Hyun đã khiến không ít sao Việt phải bày tỏ sự tiếc thương vô hạn. Chiều ngày 18 tháng 12, hàng loạt trang tin tức của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam ca sĩ Jong Hyun, Jennie đã tử vong trong một văn phòng tại quận Jungdam-dong. Theo báo, cảnh sát đã tìm thấy Jong Hyun trong tình trạng bất tỉnh vào lúc 6 giờ tối và đưa anh đến bệnh viện, nhưng nam ca sĩ đã tử vong. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền trên các trang báo xứ Hàn và nhiều nước châu Á, đông đảo sao Việt đã không giấu được bất ngờ. Không riêng người hâm mộ trên trang cá nhân, rất nhiều sao Việt đã lập tức dành lời tiếc thương tới nam ca sĩ trẻ xấu số. Theo đó, Jong Hyun vốn là nam ca sĩ trẻ nổi tiếng, được đông đảo khán giả châu Á mến mộ ngay từ khi mới debut ở nhóm Jennie. Chính vì thế, thông tin này đã khiến nhiều người xót xa vô hạn. Thương quá, nếu thật sự là tự tử, thì cuộc sống phía sau hào quang thực sự quá đáng thương. Nam ca sĩ Thanh Duy không giấu nổi xót xa khi biết tin Jong Hyun qua đời. Nhạc sĩ Only C bày tỏ sự tiếc thương khi đọc tin về Jong Hyun. Theo báo, Jong Hyun còn để lại bức thư tuyệt mệnh cho chị gái của mình bằng tin nhắn. Chính vì vậy, chị gái mới có thể khai báo với cảnh sát, nội dung cụ thể như sau. Em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi, hãy để em đi, hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng, còn gì nghiệt ngã hơn. Người mẫu Phong La dành nhiều lời chia sẻ tới cái chết của Jong Hyun và cho biết cô từng cuồng một ca khúc của anh. Khi thấy một ai đó tự tử, mình chỉ có suy nghĩ, mình không cho đó là liều lĩnh, mình không cho đó là dại dột. Mình thấy đó chắc hẳn là bế tắc và nỗi đau đi đến tận cùng. Có sống tiếp cũng không thể chịu đựng thêm được nữa và cũng chẳng ai giúp được nữa rồi. Cho dù có như thế nào, miễn linh hồn được trọn vẹn thanh thản với lựa chọn của anh ấy là được. Nói về tự tử thì mình không cổ suý, từng cuồng bài Lucifer. Chia buồn với tất cả các fan của anh, có những áp lực chỉ người trong nghề mới hiểu. Hoa Khôi Nam Em còn gửi lời động viên tới người hâm mộ của Jong Hyun. Hiện tại nguyên nhân cái chết của Jong Hyun đã được tiết lộ. Theo báo, Jong Hyun đã nhắn tin cho chị mình rằng em đã khổ sở đến tận bây giờ rồi, hãy để em đi, hãy nói rằng em đã vất vả rồi đi. Đây là lời chào cuối cùng trước khi tự tử bằng cách đốt than nâu trong một chiếc chảo rán. Hiện mọi thông tin về cái chết của Jong Hyun Jennie vẫn đang được điều tra làm rõ và tiếp tục cập nhật.